Xin chào cả nhà, hiện tại thì em Cảnh đang có mặt tại Phố La, Hà Giang. Thì ngay đây là một ngôi làng nhỏ khá là bình yên. Theo như mà em tìm hiểu thì được biết nơi đây có một cái con đường mà khi xưa người dân người ta vượt biên khá là nhiều. Và cái thời Covid á, thì có lập một cái chốt, đây là cái chốt biên phòng để mà không có cho người ta vượt biên qua lại. Thì theo như người dân ở đây chia sẻ, chỉ cần lên tới trên cái đỉnh ngọn núi này thì sẽ là một cái khu vực có thể nhìn thấy toàn cảnh ở phía bên Hà Giang, Việt Nam, và cũng như là nhìn được bên phía Trung Quốc. Ở đây thì cả nhà cũng thấy đây là cái hàng rào ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đó cả nhà. Thì trước mắt thì em đang ở dưới, em chưa có khởi hành vì phải leo cái ngọn núi này khá cao. Cho nên em hy vọng là cả nhà hãy cùng đồng hành cùng với em trong video này, để theo chân em đi lên trên đó và xem bên phía Trung Quốc như thế nào nha. Chỉ đứng bên đây nhìn qua thôi nha cả nhà, chứ không qua bên đó được. Còn hiện tại thì chốt biên phòng ở đây thì sau cái đợt Covid á, thì người ta không có còn canh giữ nữa. Thì bây giờ em Cảnh xin mời cả nhà cùng theo chân em đi lên trên đó ạ. Thì vừa rồi có đi ra phía ngoài mua nước để mà đem theo. Đi cái hành trình lên trên đây thì có thể là mất tầm một tiếng để đi lên tới nơi nha cả nhà. Và được biết á, thì khu vực này á, thì là người Hán nha cả nhà. Người Hán nha. Khu vực ở đây là người Hán nhiều, dân tộc Hán. Vì em nãy em cũng tò mò, do là thấy những cái cánh cửa rồi những cái trong nhà đều là dán chữ Trung Quốc, cho nên em hỏi thăm thì được biết dân ở đây hầu như là người Hán. Đây cả nhà, đây là cái trạm biên phòng được xây vào cái đợt Covid, giờ đã không hoạt động nữa. Wow, cao quá cây ơi, thâm thẳm chiều trôi luôn. Đây thì đi tới đây thì có thể thấy được cái hàng rào. Hồi trước kia người dân người ta đi qua đi lại ở cái con đường này rất nhiều, người Trung Quốc qua người Việt Nam, người Việt Nam qua Trung Quốc, vì hồi đó không có hàng rào này và ở khu vực này là người ta vượt biên rất là nhiều đi qua phía Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ thì không được nữa vì đã xây hàng rào lên rồi. Nhưng mà trên đó vẫn còn cái cột mốc ở trên đó. Thì mời cả nhà hãy cùng theo chân em nha. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục đi lên. Khá là xa nha cả nhà. Ở đây thì có một cái lối mòn, không biết là đi lên nữa nó có còn hay không. Ở đây lối mòn này thì là dẫn vô cái ui dồi ông nhiều đi. Có chỗ ong cả nhà. Wow, đây nè. Đây là chốt biên phòng. À, vậy là chắc có lối mòn để đi nha cả nhà. Wow, đi tới đây là hết đường rồi. Ở đây thì có xây đường. Tới chốt biên phòng thì hết đường. Và bắt đầu là cái đường này nó khó đi rồi. Cái đường này nó bắt đầu vất vả rồi. Đấy, cái đường này đi lên nè cả nhà. Lên tới trên đỉnh trên đó luôn là sẽ có cái cột mốc. Và cũng như nhìn thấy được bên Trung Quốc, em sẽ dẫn cả nhà lên tới tận nơi để mà nhìn bên phía Trung Quốc nha. Đi tới đoạn này thì em thấy là ở đây là có một cái bậc thang đá. Không biết là do người dân người ta xây hay như thế nào nữa, mà có cái bậc thang đá nó từng bậc đi lên. Này cả nhà. Còn nhìn qua phía bên đây thì có thể nhìn thấy bao quát khu vực của người dân Phố La sinh sống. Thì khu vực ở đây là người dân ở giáp ranh với lại vành đai biên giới luôn. Và ở đây hầu như là người Hán Việt, người dân tộc Hán, người Hoa đấy cả nhà, sinh sống rất là nhiều. Ở đây là bắt đầu thấy được toàn cảnh đúng rồi. Nhưng mà còn cao lắm cả nhà, chưa đâu. Tuốt ở trên đó cả nhà. Nhà thấy không? Rất là cao luôn. Ở đây may mắn có mấy bậc thang để đi. Đây cả nhà thấy không? Em sẽ cố gắng để hoàn thành được cái video này. Cả nhà hãy cùng theo dõi với em và cho em một like nha. Em đi tiếp đây. Đây, ở dưới đây là làng, một cái thôn Phố La hay là làng Phố La gì đó. Đại loại là Phố La nha cả nhà. Đại loại là Phố La. Xe thì không lên được cho nên phải vứt ở dưới. Đậu ở dưới. Đấy, từ đây là thấy làng núi, bên đây Việt Nam mình nè.
À, cái nhà thấy không? Phía này là rừng núi. Ở xa xa kia cả nhà thấy cái lằn trắng trắng không? Cái lằn đó là cái hàng rào biên giới đấy. Rồi bây giờ chúng ta đang đi cái đường này để đi lên. Lên trên cái chỗ mà cột mốc, mà cũng là cái nơi mà nhiều người Việt mình vượt biên nhất. Em cũng mới biết khi đến đây luôn á. Rất là cao như cả nhà. Rất là cao luôn. Hey, ở đây thì cái vị trí này coi như thể nhìn thấy được cái hàng rào rồi, nhưng mà chưa đâu. Phải lên tuốt trên đỉnh nè. Tuốt trên đỉnh trên đó đó cả nhà. Phải lên tuốt trên đỉnh trên đó thì mới có thể thấy được cái hàng rào gần nhất và thấy được bên phía Trung Quốc. Vì em nghe nói là chỉ nhìn qua bên kia thôi, khoảng tầm 10 mét thôi, thì bên phía Trung Quốc họ xây đường, họ đổ đường này kia đồ sầm uất lắm. Thì chỉ mới nghe người dân người ta chia sẻ hết thôi, còn thực tế thì chưa biết. Cả nhà ơi, bấm like mạnh giúp em nha, để em lên trên đây nha cả nhà. Ui giời, cái đường khó đi nha. Ui rồi, cao thế. Cả nhà ơi, em đang đứng ở ngay đây là Vành Đai Việt và Trung. Ở bên dưới em đây là Phố La. Ở đây là địa phận của Việt Nam. Đẹp quá cả nhà ơi. Cả nhà thấy em mua nước không? Ấy, em mua nước nè, để mang theo uống. Nhờ mua nước gì á mới biết được người dân ở đây á là người Hán Việt, người Hán. Việt Nam mình đây này, Việt Nam mình đây, quá đẹp luôn. Úi dồi ôi, tuy là mệt nhưng mà mát nha cả nhà. Đây hà giang năng chàng cha ra 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 ra. Wow, ui rồi, wow, thấy không, view quá đẹp luôn. Đi lên nữa sẽ là lên đỉnh. Wow, quá cao. Công nhận hồi xưa mấy cái người mà đi vượt biên ấy, họ họ khéo nha. Họ đi vượt biên mà họ còn xây cái đường này. Bắt đầu thấy được cái hàng rào của Trung Quốc rõ hơn rồi cả nhà. Đá nó chầm vên với cả nhà nhìn thấy không? Đây là vẫn là Việt Nam nha. Phố La, Hà Giang, Việt Nam. Đây nè, phải đi nè. Cái đường mòn như nè, đây cái đường mòn này, đây cái đường mòn này, đi từ dưới núi đấy, đi từ dưới đi lên đây, thấy không? Đâu phải là đơn giản đùng cái là tới ngay cái chỗ để mà like mà quay đâu. Ở đây em thấy hình như là người dân có ấy đèn cầy và dán cái gì đó lên trên vách đá, xong rồi những cái cây này họ chống y như là đang chống núi á. Rất là ngộ luôn. Vẫn chưa thấy đỉnh ở đâu. Vẫn chưa được lên được tới đỉnh. Wow.
Dạ. Ôi rồi. Ôi rồi. Đã tới được cái đỉnh rồi cả nhà ơi. Đã tới được đỉnh rồi cả nhà ơi. Wow. Lần đầu tiên trong đời đến được điểm cả nhà ơi. Qua ở đây mạng yếu luôn rồi. À, đây là cột mốc biên giới 379 Việt Nam. Hiện tại thì em đang đứng bên địa phận Việt Nam nha cả nhà. Nghe nói là hàng rào này có điện, thứ nhất là hàng rào có điện, thứ hai là có camera. Khi mà đến gần thì nó sẽ bị hú. Thì không biết như thế nào. À, đường kìa nha, đó thấy cái đường xá của bên phía Trung Quốc kìa. Đây là Việt Nam 379. Đây là cột mốc của bên phía Việt Nam, bên kia là Trung Quốc nha. Ni hào. Đây cả nhà. Đã tới hàng rào Việt Nam và Trung Quốc. Cả nhà thấy không? Hàng rào xây rất là dày luôn. À, khi xưa ngay cái địa phận này, ngay khu vực này không có hàng rào thì khi mà người dân đi lên đây là họ đi qua luôn. Chứ họ không có mà hàng rào, cho nên là họ vượt biên được. Bây giờ thì có hàng rào rồi nha cả nhà. Ở đây hình như là có camera hay sao ấy. Wow. Em sẽ đi lên cái cột mốc nha, cột mốc của Việt Nam nha. Wow. Bên đây thì có xây đường nè, nhà cửa nè. Vẫn còn sống nha cả nhà. Wow. Họ xây rất là dày luôn, y như dạng Lý Trường Thành nha. Họ xây rất là dày. Cả nhà thấy không? Hàng rào này không biết là có điện không nha. Ở bên đây là cái chỗ này là cái cột mốc của Việt Nam và Trung Quốc. Em đi quanh đó nha. Không biết nó có ghê không nha. Có bắn không nha. Ui xôi. Wow. Chào cả nhà, em đã tới được cái cột mốc Việt Nam 379. Đây cả nhà. Thì đây là cái chỗ hàng rào biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Ở đây thì em thấy có cả cái cổng nữa. Có cổng nữa. Và bên phía bên kia là có đường đi nữa nha cả nhà. À, ui dồi, mát đấy nha. Đây là Trung Quốc. Đây là Trung Quốc. Cũng 379 luôn. Bạn đã nhập cảnh bất hợp pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó gheo cả nhà ơi. Nó gheo lên. Nếu không, bạn cái hàng rào nó gheo cả nhà ơi. Tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Nó nói là em đang xâm nhập vào lãnh thổ của bên nó. Nhưng mình sợ em đang đứng bên phía này là phía Việt Nam này cả nhà. À, thì ra là cái camera phía kia. Ui. Có người điện cả nhà. Ui. Nó đang gheo cả nhà ơi. Có người điện. Bạn đã nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hãy lập tức trở về. Nó đang gheo cả nhà ơi. Nếu không, bạn phải cam ra, nó gheo. Tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Nó đang báo động, đi nó có bắn không nè. Cái lo để đâu nè. Bạn đã nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hãy lập tức trở về, lập tức trở về. Nếu không, bạn phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Tự chịu trách nhiệm. Cả nhà ơi, nó gheo cả nhà ơi. Nó gheo. Nó có lo, nó gheo. Nó đang gheo. Và nó có cái lo nó nói nữa. Rõ ràng hiện tại thì em đang đứng bên địa phận Việt Nam nha cả nhà. Nó có cái lo ở đâu đằng kia kìa. Nó có cái lo đằng kia kìa. Nó reo lên. Hiện tại thì em đang đứng ở đây. Ngay địa phận này là ranh giới của Việt Nam. Ranh giới của Việt Nam. Chừng nào mà qua bên kia là ranh giới Trung Quốc và em đụng vào ấy thì nó mới là của Trung Quốc. Nhưng mà ở đây thôi nó đã gheo rồi nha các nhà.
Em tới gần nó hú em hả? Trời, nó hú đang nói rất nhiều nha. Em đang đứng đây luôn. Hiện tại thì hình như là camera nằm đâu nhỉ? Không biết camera nằm lúc nào nữa. Em sẽ lại nghe tiếp tục đó, em chụp tấm hình cho các bạn. Lập tức trở về. Nếu không, bạn phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Bạn đã nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hãy lập tức trở về, lập tức trở về. Nếu không, bạn phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả, tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Bạn đã nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hãy lập tức trở về, lập tức trở về. Nếu không, bạn phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả, tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Bạn đã nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hãy lập tức trở về, lập tức trở về. Nếu không, bạn phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả, tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Bạn đã nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hãy lập tức trở về, lập tức trở về. Nếu không, bạn phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả, tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Tiếp tục nó nói nữa. Bạn đã nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hãy lập tức trở về, lập tức trở về. Nếu không, bạn phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả, tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Bạn đã nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hãy lập tức trở về, lập tức trở về. Nếu không, bạn phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả, tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Nó cho công cần cảnh sát Trung Quốc ra rồi. Bạn đã nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hãy lập tức trở về, lập tức trở về. Nếu không, bạn phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả, tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Bạn đã nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hãy lập tức trở về, lập tức trở về. Nếu không, bạn phải tự thôi thì hôm nay chúng ta xem tới đây nha cả nhà. Chịu trách nhiệm về hậu quả. Em sẽ dừng like và đi xuống nha cả nhà. Vì cũng khá là mạo hiểm do là bên nó báo động xuyên suốt luôn. Và lập tức trở về. Nếu không, bạn phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Họ đang gọi cho bên lực lượng tới. Mà trong khi mình đang đứng ở Việt Nam mà cả nhà. Bạn đã nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hãy lập tức trở về. Nhưng mà cái lo nó đang nói rất là nhiều. Nếu không, bạn phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Thôi kệ đi. Mình tới mình biết được rồi. Dù gì thì mình cũng đã thành công chinh phục được cái hàng rào của bên phía Trung Quốc, hàng rào Việt Trung. Và chuyến đi mình cũng không có bị oan uổng. Thôi em xuống đây cả nhà, em hẹn cả nhà mình trong những tương lai tiếp theo cũng như là những video của em Cảnh nha. Bây giờ em Cảnh xin dừng phép dừng video và đi cho nó lẹ nha, vì bây giờ nó đang thông báo rất là nhiều luôn mà em lại vãn ở đây cũng hơi nguy hiểm á. Thôi thì em đi đây. Rồi em xin tổng cho cả nhà, chúc cả nhà mình sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình sau ạ.